Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu di tích trụ sở Hội viên Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu. Trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc sáng 18 tháng 8, 2024, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, địa chỉ du lịch văn hóa của thành phố Quảng Châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái, cùng tưởng nhớ công lao của bậc tiền bối cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyền thống đoàn kết cách mạng, ý chí tự lực tự cường, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Trước khuôn viên ngôi mộ có một tấm bia lớn ghi bằng chữ Hán, lược thuật lại hành động của anh hùng liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Mộ phần của đồng chí Phạm Hồng Thái có đặt dòng chữ "Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái" bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ để mỗi người dân Việt Nam khi đến Quảng Châu tìm về thăm viếng. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái sinh năm 1895, mất năm 1924, quê quán xã Hưng Nhân, nay là xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là một chiến sĩ yêu nước của cách mạng Việt Nam đã hy sinh tại Quảng Châu vào ngày 19 tháng 6 năm 1924. Tham gia tổ chức Tâm Tâm Xã do Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong sáng lập vào năm 1924, Phạm Hồng Thái nhận nhiệm vụ ám sát toàn quyền Đông Dương Henry Merlin khi Merlin thăm Tô Giới Sa Điện. Việc không thành, Phạm Hồng Thái gieo mình xuống dòng Châu Giang tự vẫn. Sự kiện tiếng bom Sa Điện đã gây chấn động báo chí và dư luận Trung Quốc bấy giờ, góp phần khích lệ phong trào giải phóng dân tộc đang nổi lên khắp châu Á. Trân trọng, cảm phục tinh thần xả thân vì nước của đấng đại dũng Việt Nam, nhân dân Quảng Châu đã mai táng ông trên ngọn đồi Nhị Vọng Cương, mộ hướng về Tây Nam, để hồn ông luôn vọng về Tổ quốc. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tọa lạc tại ngôi nhà số 13, nay là 248 và 250 đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, địa danh gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1924 đến năm 1927. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã xúc động chứng kiến các bức ảnh ghi lại những năm tháng hoạt động gắn bó mật thiết với nhân dân địa phương của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu. Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại căn nhà số 13, nay là 248-250 đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là địa danh gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Châu từ năm 1924 đến năm 1927. Căn nhà số 13 là trụ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và ra tờ báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Tổng Bộ Hội. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã mở 3 lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam với tổng số 75 người. Người trực tiếp phụ trách và là giảng viên chính. Những bài giảng của người được tập hợp lại và xuất bản thành cuốn Đường Cách mệnh, cảm năng hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1971, căn nhà số 13 đường Văn Minh được Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định giữ gìn làm di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy tên là trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Di tích thuộc quyền quản lý của Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia Trung Quốc. Năm 2002, chính quyền thành phố Quảng Châu đã đầu tư tu sửa toàn diện di tích và khánh thành di tích ngày 30 tháng 4, 2002, nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm qua, Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông, Cục Văn hóa Quảng Châu đã giữ gìn và phát huy tác dụng di tích lịch sử này. Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gồm lớp học, phòng bác ở, phòng ở của các học viên, bếp và gian trưng bày các tư liệu về thời kỳ Bác hoạt động ở Quảng Châu
những năm 1924-1927. Di tích là địa chỉ đỏ quan trọng cho những người dân Việt Nam tới thăm mỗi khi đến Quảng Châu, là minh chứng sống động cho những năm tháng hoạt động sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc trên đất bạn và cũng là hiện thân cho tình hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xúc động ghi vào sổ lưu bút với nội dung: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam vô cùng xúc động đến thăm di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã có những năm tháng hoạt động cách mạng, nơi đã đào tạo nên những thế hệ người cộng sản kiên trung đầu tiên của Việt Nam, nơi đã chứng kiến tình cảm quốc tế cộng sản vô tư, trong sáng và tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai đảng hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Trung Quốc, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Đông luôn quan tâm giữ gìn, bảo tồn di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân tới Quảng Châu bắt đầu thăm Trung Quốc. Sáng 18 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Vào 9 giờ 27 phút giờ địa phương ngày 18 tháng 8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân. Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Về phía Trung Quốc có Ủy viên Trung ương Đảng, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Vương Vĩ Trung, Thị trưởng thành phố Quảng Châu Tôn Chí Dương, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai và phu nhân, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng và phu nhân, cùng một số cán bộ Tổng lãnh sự quán và bà con cộng đồng người Việt tại Quảng Châu. Sân bay quốc tế Bạch Vân rực rỡ quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Trung Quốc, hai hàng tiêu binh dọc hai bên thảm đỏ. Đồng chí Vương Vĩ Trung cùng các quan chức tỉnh Quảng Đông nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Theo chương trình, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến công viên nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, dâng hoa tại mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, thăm khu di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!